cô bé số 1, cậu xứng đáng với những điều đẹp nhất. Cậu có một cái sự hãnh diện, một cái sự kiêu hãnh ở bản thân cậu mà có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, ngay từ tập đầu mình đã... Từ cái đầu tiên là đã thấy cái sự tự tin của cậu rồi. Và em thấy được là qua các ngày, các tập, cô này lại có một cái sức hút, cái sức hút nhất định. Đến 10 giờ gọi em đến ông, thấy sáng nay là em chút có khoảng cách rồi. Mọi người về hết chưa em? Về về, tối qua có ngủ nổi không? Đúng rồi. Cảm ơn qua nói chia sẻ xong rồi cảm thấy là anh hiểu không? Hiểu. Ừ. Rồi. Giờ sao? Ai chân một, ai chân một cái gối. Hãy làm theo cảm xúc đi. Rồi đó, nằm đi. Nằm theo cảm xúc. Ừ. Nhưng sau cái đêm mà mình suy nghĩ, cũng như thông qua những người bạn cùng phòng là nam, mà mình không thể kỳ thị những người single mom, tại vì ai cũng có quá khứ cần trải qua, thì không phải là mình vì cái thế đó mà mình lại giấu đi cái cảm xúc của mình. Đang ngủ hả? Chết mẹ anh gọi. Chưa cúng lúc hả? Ngủ đi rồi, ngủ nhiều chưa? Có gì không? Có giờ nó có bận gì không? Hôm nay có đắt xô không? Không, mấy anh trừ em lại hết. Vậy hả? Rồi tí hả? Anh kiếm người khác. Hả? Anh nói giỡn á. Giờ anh hẹn em. Ủa đi đâu mà 15 giờ? Thì em biết vậy được rồi. Nói chung là đi một nơi rất là lãng mạn. Trong cái phiếu nó đưa ra. Anh em lại phòng chứ mà. Hả? Đi đâu? Đi du thuyền. Trong cái phiếu ghi là du thuyền. Anh có hai phiếu lận. Được quá ha, nên là mình phải chuẩn bị này kia. Thôi tí dành thời gian kia kia nói chuyện sau. Ok. Chị nói cái sáng không hết chuyện. Vậy hả? Có gì để hỏi anh chưa? Chuẩn bị chưa? Hả? Chuẩn bị chưa? Hả? Chuẩn bị chưa? Hả? Sao lại ngại? Trời ơi! Cái gì? Nói cho gà luôn rồi. Ok. Vậy đi. Có gì tí nữa nha. Chuẩn bị có gì tí nữa mình gặp. Biết số 80 phút này nhiêu? Hình như là 5... À, 7 em rồi gì đó. 10 vậy là coi như là xem anh rồi. Cái cảm giác này là em đã trải qua trong bao nhiêu năm rồi? Sau cái lần đổ vỡ. 2 năm. Đúng 2 năm qua giờ em chưa có quen một người nào. Thực ra là có. Nhưng mà không phải là quen gọi là gì ta? Chính thức. Tại vì thực ra là em rất là ngại. Tại vì dù sao mình cũng vừa mới đổ vỡ như thế. Ok, anh hiểu. Xong kiểu mình cũng rất là ngại. Tức là chương trình là em đã sẵn sàng, tức là theo anh nghĩ nha, tức là em khi em chọn chương trình này em đã sẵn sàng đón tiếp một mối quan hệ, đúng không? Em nghĩ là tâm lý của em bây giờ hoàn toàn ổn để mà công khai, thì cũng không hẳn là công khai, nhưng mà mình đón nhận một cách bình thản một mối quan hệ mới mà mình không có lăng tăng điều gì hết. Từ lạ thành thương lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.